Ngày hôm nay, Florida bị ngập lụt. Đó là mưa bão xảy ra. Lốc xoáy đã ập xuống ngay Mon County, Florida. Khoảng chừng 100 mile nằm về hướng nam lộn xộn nằm ở bãi biển mệ mị. So right Xe nó nổi, nước nó ngập lên rất là cao. Cái đường cao tốc nổi tiếng, nước ngập lên rất là nhiều. Ông diễn tả cho chúng tôi biết hiện tại trong lúc này nó như thế nào ngay con đường ở đây rất là tồi tệ rất là xấu thêm một lần nữa mưa bão tiếp tục xảy ra làm cho rất là nhiều chuyến bay bị hủy bỏ nhiều chỗ báo cho biết là ngập lụt xảy ra đây là nằm ở mẹ mì đê

cho dù mới vừa đây ở ngay mẹ mì beach họ cũng đưa ra kiếm cách để giải quyết về cái ngập lụt xảy ra họ cũng đưa ra bỏ nhiều cái mà để đừng cho bị ngập lụt đây là cách mà họ kêu là compound để mà đừng cho nước từ ở dưới ngập lên giống như mà chúng ta nhìn thấy khi mà có mưa lớn rồi nước nó rút không kịp đó. Khi mà nước nó dần lên cao từ ở trên mưa xuống nữa thì không có chỗ nào cho nước chạy hết. Nó ngập lên càng ngày càng nhiều. Đây mới có bắt đầu về cái chuyện mưa bão thôi, còn cả tuần nữa. Mọi người cũng thấy sau lưng tôi đây có nhiều xe bị kéo. Tôi đây muốn kéo xe của tôi lên trên tầng của phía trên. Trong lúc tôi ở đây, tại vì tôi biết mưa như vậy nó không có an toàn cho xe của tôi. Một cái đối mặt đó là có nhiều chuyện sẽ xảy ra thêm vài ngày kế tiếp nữa. Hiện tại trong lúc này nằm về hướng nam ở Florida, nhìn thấy mưa rất là nhiều, khoảng chừng một phút. Từ North Bay dọc dài cho tới Florida, Florida, Từ đây cho tới cuối tuần, nó còn mưa thêm 40 mấy in nữa. Chỉ cần mưa rơi 6 in thôi là xe nó ngập, không thể nào chạy được nữa. Đây là những gì chúng ta phải cần suy nghĩ cho những gì xảy ra sắp tới.